Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, việc chọn ngày tốt, tránh ngày xấu từ lâu đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người dân ta. Trong bất cứ công việc gì, việc lựa chọn ngày tốt đều được ưu tiên hàng đầu, việc làm nhà cũng không ngoại lệ. Xem ngày động thổ hay xem ngày làm nhà theo quan niệm của dân ta từ xưa là xem theo tuổi của người đàn ông lớn trong gia đình. Xem ngày động thổ làm nhà giúp gia chủ chọn được ngày tốt để khởi công xây nhà, từ đó tăng thêm sự tốt đẹp cho ngôi nhà cũng như quý bản mệnh. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày động thổ tốt nhất trong tháng 1 âm lịch năm 2023. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những việc cần làm trong ngày động thổ tháng 1 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ động thổ trong tháng 1 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất động thổ trong tháng 1. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác động thổ được thuận lợi và may mắn. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày động thổ tóm tắt như sau. Lễ động thổ là một sự kiện được duy trì từ xa xưa đến nay như một tín ngưỡng của tổ tiên để lại. Do vậy, khi tổ chức nghi thức này, gia chủ cần nắm rõ các bước cần lưu ý khi tổ chức lễ động thổ, nếu không sẽ phạm phải sai lầm đáng tiếc mà đáng lẽ ra không nên có. Điều quan trọng cần phải xem phong thủy, chọn ngày giờ tốt, chọn người động thổ, hướng động thổ. Trong trường hợp tuổi của gia chủ không phù hợp để tiến hành động thổ thì có thể thực hiện nghi thức mượn tuổi động thổ. Người được mượn tuổi phải được xem xét kỹ càng. Tiến hành lễ động thổ. Khi đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật thì gia chủ hay chủ thầu các công trình xây dựng đặt những nhát sẻng xúc cát đầu tiên trình báo với thổ thần xin được động thổ mảnh đất nơi sẽ diễn ra công trình xây dựng. Sau buổi lễ động thổ bắt đầu máy móc và công nhân tiến hành vào xây dựng. Trước khi tiến hành khấn, thắp nhang, vái bốn phương, tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Bắt đầu khấn và khi tiến hành làm lễ động thổ, gia chủ hoặc chủ đầu tư phải có khoảng cách an toàn khỏi nơi động thổ, công trình xây dựng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết về lễ động thổ nhé. Nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày động thổ. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc động thổ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương, ngũ hành, thiên can, địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày động thổ phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ động thổ, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, thổ phủ, trực bình, trực thâu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thiên sự, đại thời, tứ phế, ngũ mộ, thổ phù, địa nang. 2. Ngày hợp động thổ. Ngày tốt động thổ bao gồm những ngày là thiên nguyện, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp, trực khai. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra những ngày tốt nhất động thổ trong tháng 1 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch.
Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn, ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 1 âm lịch là ngày Tỵ và ngày Tý, bao gồm các ngày mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ, 26 Ất Tỵ, mùng 9 Mậu Tý, 21 Canh Tý. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Thân, mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân, 29 Mậu Thân cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày 12 Tân Mão. 4. Ngày thụ tử là ngày Tuất, bao gồm 2 ngày mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 5. Ngày dương công kỵ là ngày 13 Nhâm Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Ngọ, mùng 7 Bính Tuất trùng với ngày thụ tử, 13 Nhâm Thìn, 18 Đinh Dậu, 22 Tân Sửu và cuối cùng 27 Bính Ngọ. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 7. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 14 Quý Tỵ và cuối cùng 23 Nhâm Dần. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8. Ngày nguyệt kiến là những ngày dần, bao gồm 11 Canh Dần, 23 Nhâm Dần. 9. Ngày nguyệt phá là những ngày Thân, mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân, 29 Mậu Thân. 10. Ngày thổ phủ là những ngày dần, bao gồm 11 Canh Dần, 23 Nhâm Dần. 11. Ngày trục bình là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 12. Ngày trực thâu là những ngày hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi, 20 Kỷ Hợi. 13. Ngày trực bế là các ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu, 22 Tân Sửu. 14. Ngày kiếp sát là những ngày hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi, 20 Kỷ Hợi. 15. Ngày tai sát là những ngày Tý, bao gồm mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. 16. Ngày nguyệt sát là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 17. Ngày nguyệt hình là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 18. Ngày nguyệt yểm, trong tháng 1 nguyệt yểm là những ngày Tuất, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất. 19. Thiên sứ là ngày Mão, bao gồm 12 Tân Mão và 24 Quý Mão. 20. Ngày đại thời là ngày Sửu, gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 21. Ngày tứ phế là ngày Ất Hợi, tháng này không có. 22. Ngày ngũ mộ là ngày 16 Ất Mùi. 23. Ngày thổ phù là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 24. Ngày địa nang là ngày 21 Canh Tý. Đó là 24 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt để thực hiện công việc động thổ cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 25. Ngày thiên nguyện là ngày Ất Hợi, tháng 1 âm lịch năm 2023, không có ngày này. 26. Ngày thiên đức là những ngày đinh, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi là ngày trực thâu, ngày kiếp sát, rất nhiều hung tinh. Ngày 18 Đinh Dậu phạm ngày tam nương nên ta không chọn hai ngày này. Ngày 28 Đinh Mùi có thể lựa chọn làm ngày động thổ, xây dựng. 27. Ngày thiên đức hợp là những ngày nhâm, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 13 Nhâm Thìn phạm ngày tam nương, 23 Nhâm Dần là ngày tuyệt kỵ nên ta không chọn ngày này. 28. Ngày nguyệt đức là những ngày bính, bao gồm mùng 7 Bính Tuất là ngày thụ tử, tuyệt đối không sử dụng. 17. Bính Thân là ngày trục phá, không nên dùng. 27. Bính Ngọ là ngày tam nương, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. 29. Ngày nguyệt đức hợp là những ngày tân, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ là ngày sát chủ, tuyệt đối không sử dụng. 12. Tân Mão là ngày thiên địa chuyển sát. 22. Tân Sửu là ngày nguyệt sát, trực bế, đại thời, tốt nhất không nên dùng hai ngày này. 30. Ngày thiên xá là ngày Mậu Dần, tháng 1 âm lịch năm 2023, không có ngày này. 31. Ngày nguyệt ân là những ngày bính, trùng với ngày nguyệt đức đã xét ở trên. 32. Ngày tứ tướng là những ngày bính và đinh, bao gồm mùng 7 Bính Tuất là ngày thụ tử, tuyệt đối không sử dụng. 17. Bính Thân là ngày trực phá, không nên dùng. 27. Bính Ngọ là ngày tam nương, kiêng kỵ mọi công việc. Mùng 8 Đinh Hợi là ngày trực thâu, ngày kiếp sát, rất nhiều hung tinh. Ngày 18 Đinh Dậu phạm tam nương nên ta không chọn hai ngày này. Ngày 28 Đinh Mùi có thể lựa chọn làm ngày động thổ và xây dựng. 33. Ngày thời đức là những ngày ngọ, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 27 Bính Ngọ trùng ngày tam nương nên ta không chọn. 15. Giáp Ngọ là ngày tốt để động thổ xây dựng. 34. Ngày tam hợp là các ngày ngọ, tuất, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 27 Bính Ngọ là ngày tam nương nên ta không chọn. 15. Giáp Ngọ là ngày tốt để động thổ xây dựng. Ngày tuất là ngày thụ tử, tuyệt đối không sử dụng. 35. Ngày trực khai là ngày Tý trùng với ngày sát chủ nên ta cũng không dùng được. 36. Xét các ngày còn lại.
Ngày Dậu bao gồm 18 đinh Dậu trùng ngày tam nương không dùng. Ngày mùng 6 Ất Dậu là ngày tốt để động thổ. Ngày Thìn, mùng 1 Canh Thìn, 13 Nhâm Thìn là ngày tam nương không dùng. 25 Giáp Thìn là ngày tốt thứ cát để động thổ. Như vậy chúng ta đã dựa vào 36 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra ngày tốt động thổ trong tháng 1 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch cho việc động thổ đó là những ngày tốt sau. 1. Ngày 28 Đinh Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Nhâm. 2. Ngày 15 Giáp Ngọ kỵ những người tuổi Tý, tốt cho người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Kỷ. 3. Ngày mùng 6 Ất Dậu kỵ những người tuổi Mão, hợp người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu và những người có thiên can là Canh. 4. Ngày 25 Giáp Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Dậu, Thân, Tý và những người có thiên can là Kỷ. Đó là những ngày cát lành động thổ trong tháng 1 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!